Tuần qua, Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp công ty Tha Mạo Khê năm 2021 được tổ chức trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế đã thành công tốt đẹp. Tham gia hội thi năm nay có 36 thí sinh là an toàn vệ sinh viên xuất sắc, được lựa chọn từ 21 phân xưởng và phòng vật tư. Trải qua 2 vòng thi, nhiều thí sinh đã thể hiện được khả năng thuyết minh, kiến thức nghiệp vụ và nắm bắt chuyên môn nghề nghiệp được giao khá vững vàng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Đây là dịp để đội ngũ an toàn vệ sinh viên các đơn vị được nâng cao kiến thức trong công tác an toàn bảo hộ lao động, đồng thời cũng là dịp để công ty đánh giá một cách khách quan trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của các an toàn vệ sinh viên cơ sở, từ đó có kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, chức năng giám sát của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường sản xuất. Hôm nay được sự quan tâm của lãnh đạo công ty và công đoàn công ty tổ chức cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công ty tham dự hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp công ty năm 2021. Bản thân tôi nhận thấy đây là một sân chơi rất chi là thiết thực và ý nghĩa đối với các đồng chí làm công tác an toàn vệ sinh viên. Qua sân chơi này và hội thi thì những người làm công tác an toàn vệ sinh viên như tôi và các đồng chí khác được ôn lại các kiến thức chuyên môn và các phương pháp hoạt động của một an toàn vệ sinh viên, qua đó áp dụng vào thực tế trong quá trình sản xuất. Lời cuối cho tôi được gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo công ty hàng năm tổ chức cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên một sân chơi rất chi là bổ ích và ý nghĩa. Tôi xin cảm ơn.